1001 câu chuyện. Xin chào các em đã quay lại với kênh 1001 câu chuyện nha. Và video ngày hôm nay thì chị và các em sẽ cùng nhau lại tô màu cho quyển màu công chúa khổng lồ này. Và ở bên quyển tô màu này thì nó sẽ có rất là nhiều hình các cô gái dễ thương, đáng yêu để cho chúng ta tha hồ lựa chọn và tô màu nha. Đây, đây là một cái quyển tập tô màu nó rất là nhiều hình luôn nè. Siêu xịn chưa? Có giá là 32.000 đồng nha. Đó, để đặt hàng các em hãy nhớ là liên hệ với shop Chibi qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng. Và qua video này chị cũng sẽ giới thiệu luôn một cái hũ màu cực kỳ cute và siêu xịn, một cái hộp màu khá là đáng yêu luôn với hình của cà rốt nè. Ở đây chị có tới hai hũ luôn nha, chị lấy một hũ màu xanh và một hũ màu cam. Một hũ như vậy có giá là 24.000 đồng và nó có 10, tổng cộng là 12 màu nha, như thế này. Và bây giờ thì chị và các em sẽ cùng nhau lật cái quyển sách này ra và chọn cho mình một cái hình thật là xinh xắn để chúng ta tô nè. Để xem là bây giờ chúng ta sẽ chọn hình cô gái nào nha. Đây là các cô gái dân tộc, mặc đồ dân tộc rất là đáng yêu luôn, dễ thương quá trời nè. Bây giờ mình phải chọn cái quyển, mình chọn cái cô nào đi ta. Ở bên đây là những cô gái Trung Hoa nha. À, bây giờ chị sẽ tô cô gái này đi. Cô gái này có rất mặc một cái chiếc áo của Trung Hoa này rất là đẹp luôn, rất là nhiều họa tiết. Và bây giờ thì chị và các em sẽ cùng nhau bắt đầu tô màu cho cái hình này. Và đầu tiên thì chị sẽ gửi cái hũ màu này ra nè. Đó, chị sẽ dùng màu xanh lá cây để chị tô cho những cái cánh lá nhỏ nhỏ ở trên cái thằng đội đầu của cô gái nha. Và cuối cùng thì chị cũng đã hoàn thành xong cái mũ. Nhưng mà khoan nha, vẫn còn hai cái dây hai bên đây. Thì chị sẽ chọn màu gì để phù hợp đi ta. Nhưng mà đầu tiên thì chị phải lấy màu đen để chị viền cái đường này trước. Sau đó là chị sẽ dùng màu xanh dương đi. Ở trên đây là hai cái màu xanh dương đậm. Khúc dưới chị sẽ dùng xanh dương nhẹ.
tên tên và cuối cùng chị cũng đã xong cái mái tóc của cô gái rồi. Ở hai bên góc bên đây có hai cái chi tiết nhỏ nè, mấy em đừng có bỏ lỡ bỏ sót nha. Và chị cũng sẽ dùng màu xanh để chị tô lên. Đây là cái màu của chị tự phối nha, nó không có hình mẫu để cho chúng ta tô theo. Để xem là chị tô xong cái bức tranh này thì cái cách chị phối màu nó có được đẹp hay không. Và bây giờ sẽ là bông hoa hướng dương. Cái bông hoa hướng dương này thì ở trong chị sẽ dùng màu nâu. Hai cái bông hoa ở trên rồi. Và bây giờ chị tiếp tục sử dụng màu vàng để chị tô những cái hạt nhuyễn bên hông đây. Đó. Và bây giờ sẽ là phần ống tay áo. Xong rồi, và bây giờ thì chị sẽ không dùng hết cái màu này để chị tô, nhưng mà chị sẽ dùng bút màu chì một tí để chị tô, tại vì nó rất là bự cho nên là mình tô nhiều nó sẽ bị nó dễ in vào bên kia bên kia. Nhưng mà chị lấy lộn màu xanh rồi, nhưng mà tô như vậy thì chị sẽ thấy nó đẹp hơn. Thank you.
Còn cái khăn này thì bình thường ở trong mấy bộ phim thì nó là màu trắng, nhưng mà bây giờ chị sẽ không để màu trắng, chị sẽ dùng bút chì màu hồng để chị tô luôn. Chị sẽ dùng chì màu hồng để chị tô vào chiếc khăn hồng này. Xong rồi, cuối cùng thì chị cũng đã hoàn thành. Tên tên, mấy em hãy nhìn lại coi. Đây là cái mẫu mà chị tự thiết kế màu, tự màu và đầm cho cái cô gái Trung Hoa này. Rất là dễ thương đúng không nè. Màu tô rất là xịn sò. Và cái quyển tô màu này nó khá, trên giấy của nó khá là dày, cho nên chúng ta tô không sợ bị in qua bên trên kế bên. Đây, đó, và cuối cùng chị cũng đã hoàn thành xong rồi. Rất là đẹp có đúng không nè. Và video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những cái video sau nha. À, màu da của cô này á, thì chúng ta cần có một chút gì đó cho nó sinh động một chút xíu. Đó là chị sẽ dùng bút chì màu da hoặc là màu cam nhẹ. Chúng ta phải tô nhẹ lên trên mặt để cho không có bị trắng mệt ra quá. Xong rồi, cuối cùng thì đã hoàn thành xong, khá là đẹp đúng không nè. Với cái màu mà chị tự chọn để thiết kế cho cái áo Trung Hoa này thì cũng khá là hợp và đẹp. Còn video đến đây thì kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở video sau.